đi đâu phải quay lại Paris. Đấy, sau khi đi lang thang một năm ở Pháp này, tôi quay lại Paris, nên ngồi về hè quận 13, uống một cốc cà phê, hút điếu thuốc, xì gà, quan cảnh quanh quận 13, menu. Quận 13, gần trung tâm quận 13, chỗ ăn uống. Đây là một cà phê rất là đặc trưng của bạn Paris. Đây, buổi chiều Paris thì nó cũng trời rất là đẹp, thời tiết nó cũng dễ chịu, hơi lạnh chút. Lạnh ngoài trời, hút một điếu xì gà, một đôi mua ăn ra, điếu hấp bàn, mini. Đi đâu cũng phải quay lại Paris một chút. Mặc dù ở đây rất là đông, rất là sắp lập. Thôi, mình phải lên đến đây, uống cà phê, ăn bát phở. Để chuẩn bị về Việt Nam. Nhưng cái cà phê đây rất đẹp, đây là có buổi cà phê, rồi mình về. Mọi người thì đi lại tận lập. Menu đồ ăn. Đấy, chính chủ chờ một mấy người bạn đi ăn. Kết thúc tối về khách sạn ngủ, ngày mai đi lên xe một chút. Xin chào các bạn, đã đến Paris hút điếu xì gà. Đấy là một cái thú.